Tạ Đình Phong hiếm hoi xuất hiện bên con trai lớn sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi. Tạ Đình Phong và con trai Lucas đã có chuyến đi chơi cùng nhau ở Úc. Theo trang Sina vừa đưa tin, một khán giả đã tình cờ bắt gặp Tạ Đình Phong đưa con trai lớn là Lucas 16 tuổi đi nghỉ dưỡng ở Úc. Đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm hai cha con nam diễn viên mới xuất hiện chung. Trong lúc đi dạo trên phố, Tạ Đình Phong khá vui vẻ, thoải mái trò chuyện với những người qua đường. Anh cho biết mình và con trai định đi trượt tuyết. Trước đây, Lucas hầu như không xuất hiện bên Tạ Đình Phong nên có tin đồn cho rằng cậu ghét bố vì mải yêu đương với Vương Phi, thờ ơ con cái. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong đã có lần phủ nhận thông tin này. Ở tuổi 16, con trai của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã cao ngang bố, ngoại hình đĩnh đạc, trưởng thành hơn và có nhiều thay đổi so với lúc bé. Lucas khi còn nhỏ được gọi là phiên bản nhí của Tạ Đình Phong, còn hiện tại chàng thanh niên theo đuổi phong cách cá tính, có phần bụi bặm. Qua những lần xuất hiện cùng với mẹ trước đó, Lucas cũng được nhận xét là có tính cách khá trầm và lạnh lùng. Cách nói chuyện của anh chàng thường ngắn gọn, tiện lời, tuy nhiên Lucas vẫn thể hiện tình yêu với mẹ bằng cách nói con yêu mẹ khi gọi điện.